biết đến nhãn hiệu nhất Kiss này, nhưng mà hôm nay thì em đi thi và thấy có chương trình thay nhất miễn phí cho nên em mới biết đến nhãn hiệu nhất Kiss này là của Hàn Quốc à. Xe mà mấy bạn đi á, thường là khoảng 2.000, từ 1.500 tới 2.000 mình phải hơi nhớ một lần. Đối với mấy dòng gốc mình dòng nhớ phổ thông, nếu mấy dòng nhớ cao cấp bên đây là có mấy dòng kit của cao cấp thì nó đi khoảng 5.000 tới 6.000 mới thay một lần. Nói chung dòng nhớ kit đồ nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, nó là một thuộc tập đoàn lớn của GS Kentec. Thì sản phẩm bên đây nó có ưu thế hơn mấy khác là về cái dầu gốc của nó, dùng dầu gốc nhóm 2 và nhóm 3.